đây, như cái máy 2 tỷ bóc nhân đây nè, mình khui ra một cái là có nhân trong này không nè, đó bơm nhân vô luôn nè, ghê không, bột siêu dính luôn nè. Anh chị tới không chạy, không chạy nhưng mà coi thôi được chưa, anh chị có thấy được chưa hay là mình phải hấp lên chỉ nè, còn sống chứ hả, còn sống hả, còn sống cho nó vô thêm một tí nữa, còn sống, còn sống đó. Như cái máy 2 tỷ luôn. Bóc nhân. Đây nè. Mình khui ra cái là có nhân trong này không nè, đó, bơm nhân vô luôn nè, ghê không? Bột siêu dính luôn nè.
bánh chạy rất là dính. Đây. Thịt bên trong. Còn sống hả? Cái miếng giấy gì đó. Thằng này nó bóc chưa? Rồi. Tại có pha bột kia trắng chắc chín rồi quá. Chín chưa? Hay là làm thêm phút nữa? Xé ra luôn nha. Xé ra cái thịt luôn. Rồi chín rồi. Chín rồi. Trắng rồi, chín rồi. Cái nào nhỏ nhất là em bóc ra, cái nào nhỏ nhất em coi cái khay á. Anh tới coi cái nào nhỏ nhất em bóc ra đi. Lấy cái bao tay. Đây là há cảo hấp lên nha.